Hôm nay mình có hai lý do để mà mình sell cái sản phẩm bên mình. Lý do thứ nhất là cuối năm thường sẽ có Black Friday ha, là cái ngày được giảm giá, thì bên mình cũng áp dụng như vậy. Bên mình cũng là công ty đi bé chút xíu thôi, nhưng mà thứ nhất giảm giá không phải chỉ để xả hàng. Không phải như là sẽ hàng tại vì đét bên mình là đét mới á, cái giảm giá đó một phần là chi ân khách hàng. Cái mùa này là cái mùa mua sắm để chuẩn bị những chiếc xe để chị Tết, thì mình mình muốn giảm giá cho những cái khách hàng mà luôn ủng hộ mình đó. Giảm giá đây là 10% tất cả các sản phẩm, 10%, nhưng riêng là mua xe mình chỉ giảm được 5% thôi. Những chiếc xe của mình là giảm 5% hết nha. Cho nên là anh em cần thì liên hệ cho mình. Phụ tùng nè, sơn nhông dĩa, máy móc, nhớt thì mình không có giảm được. Riêng nhớt mình đang bán dưới giá hỗ trợ từ xưa tới giờ cho anh em rồi. Ví dụ như một cái chai nhớt, anh em cứ coi kỹ coi mình nói đúng hay sai. Như một chai nhớt Trick Ray như vậy, ở ngoài giá thị trường bán là 365 đến 375 một chai. Đó là giá của đại lý bán lẻ ra, chưa có bao lắp đặt. Bên mình đang bán tại chỗ thay cho khách chỉ là 320.000, còn mang về chỉ có 300.000. Anh em mua nhớt bên mình nó đã rẻ hơn được 65 đến 75 ngàn khi mang về rồi. Còn thay tại chỗ thì anh em đã giảm hơn được một chai là 45 ngàn đến 55 ngàn một chai rồi. Đó là mình đã đồng hành với khách hàng của mình. Cái này là nhập cái đợt mới nhập đây mấy trăm triệu mà còn nhiêu đây rồi, cũng bị hết nữa. Bán nhớ không có lời nhiều mà tốn vốn rất là nhiều. Đó, thì tiền nhớ là mình không thể giảm giá được. Mình giảm giá cho anh em là sơn nhông dĩa, bố thắng, máy móc, phụ tùng, vỏ xe. Vỏ xe thì mình giảm có hai loại, như cái vỏ này đang bán vỏ Nhật, mình đã sale xuống là 1.800.000 một cái rồi. Đó, thì mình không thể nào mà giảm giá được nữa. Vỏ Nhật size 170, 170 60 17, với lại mình còn đâu được một cái hai cái gì cái vỏ hết vỏ 150, chỉ còn vỏ 170 thôi, với một cái vỏ trước cùng giá thì 1.800.000 một cái, sản xuất tại Nhật, đến cuối 2020. Đó, nó giống như 2021 rồi, nó mới có vỏ mới, nó có 2 năm là chuyện bình thường. Thì đang có giá đúng của nó là một cặp tới 5 triệu mấy á, 6 triệu, mà bây giờ bán ra một cặp có 3.600.000 rồi. Thì mình sẵn sàng hỗ trợ cho anh em bao lắp tại chỗ, không bao ship. Có nghĩa là mình bán cái giá này là mình đã không có lời, mà mình còn bao lắp cho khách hàng nữa. Đó, size 170 ha. Rồi, còn hai loại vỏ, tất cả loại vỏ là giảm 10% hết. Chỉ có hai loại vỏ là loại vỏ Pirelli Rally XCR là của GS, cái vỏ gai bánh của GS đó, thì mình giảm cho anh em 5%. Tại vì mình đang bán cái giá hỗ trợ khách dưới cái giá của nhà sản xuất rồi, cho nên mình chỉ giảm cho anh em được 5%. Còn tất cả hãng Pirelli, mình Black Friday mình giảm 10% trên giá bán lẻ của nhà sản xuất, giảm cho anh em 10%. Anh em nên nhớ, đây bán vỏ được chiết khấu chỉ 10%, không có nhiều. Mình đã chiết khấu cho anh em 10%, và anh em phải hiểu được rằng là không bao ship hoặc không bao lắp đặt. Nhưng mà trong mùa này mình bao nhiêu lắp đặt luôn, mình không bao ship được, tại vì lắp đặt đó là công thợ. Mình cố gắng để mà mình hỗ trợ anh em còn ship nữa. Một cặp ship nó khoảng 200.000, nó là lỗ. Thà lỗ công nó đỡ hơn, bù kéo lại được. Còn lỗ về cái tiền bỏ ra thì nó nặng. Anh em cũng thông cảm cho mình, để mà
anh em mục đích là để anh em đến với mình thôi, chứ không phải là về vấn đề lợi nhuận gì đây nữa. Đó là cái tri ân khách hàng, cảm ơn khách hàng đã ủng hộ mình trong cái khoảng thời gian qua. Còn gì nữa ta? Còn cái vấn đề thứ hai đó là ngày 8 tây này mình bay sang Mã Lai, mình chạy tham dự chạy track ở bên sân Mã Lai á, Seban hay sân gì đó, nó cũng là một cái sân chuẩn CB đó, thì mình mơ ước được chạy trong cái sân đó, thì mình đã đăng ký được và chạy được. Đây là một cái chạy track, chạy thử, chưa phải là một cuộc thi của bán chuyên, không phải. Thì ước mơ tới nó là một cái cuộc thi bán chuyên ha. Còn cái thật sự với anh em là 7 năm nay mình mong ước được chạy trong cái sân chuẩn CB nó như thế nào. Năm cái sân dài 5,5 km với 15 khúc cua, thì mình chưa được bao giờ chạy một cái sân chuẩn CB như vậy, và hôm nay mình thực hiện được cái ước mơ của mình. Cho nên một phần là để chi phí cũng khá là cao, cho nên mình xả hàng ra để mình lấy tiền về mình đi chạy. Một phần là đồ mình cũng khá nhiều mà mình không có xài tới, cho nên mình cũng xả bán cho anh em nè. Ví dụ như đây, một cái bộ gác chân mới chưa có xài nè. Đó, xài cho dòng Kawa ZX10, Z1000. Bộ gác chân này thì anh em nhìn nè, đây nè, nó là của Gillette, rất là đắt tiền nha, hàng xịn nè. Cái này là cái bọc carbon lại nè, chưa có lột tem luôn nè, anh em thấy ha. Đó, miếng carbon nè, cái miếng tem của nó chưa lột, cái này nó hơi tróc, có gì anh em dán BBF lại. Bên này cũng vậy, cái tem nó chưa lột, để mình lột ra cho anh em xem thôi nha. Đây, đó nè, thì về mình phải dán để cho cái carbon này nó không có chảy. Đó. Cái bộ Gillette này khá là đắt anh em, nó tới khoảng 15-16 triệu một bộ. Anh em biết người ta kỹ tới mức nè, từng con ốc ở trong này với lại có cái thanh gắn đầy đủ hết ha. Đó. Hàng anh em thấy hàng châu Âu nó đã không? Đó, cực kỳ sắc nét, ốc xịn rồi không, mã số đầy đủ hết. Đó. Miếng carbon cũng có mã số ký hiệu ở sau. Thì cái bộ này á, mình giá thị trường nó đang khoảng là 15-16 triệu, mình bán cho anh em 10 triệu thôi, bao lắp cho anh em luôn. Tất cả các dòng Kawa đều xài được cái bộ gác chân này ha. Và đây là hàng hiệu chứ không phải những hàng Arashi, nó khoảng 4-5 triệu thì không phải. Gắn lên con xe cái giá trị của nó rất là cao, và cái độ hiệu năng nó vừa đẹp vừa hiệu năng và giá trị rất là cao ha. Đây là mình mua mình để dành và mình không có sử dụng, mình mới bán cho anh em, mình bán lỗ chứ không phải là mình mua bán những cái đồ này ha. Tiếp theo là những cái đồ máy của R1 đây. Đó, có một chiếc bị bể bít tông cho nên di ra đồ máy. Cái bộ nồi thông minh này gắn được cho những cái xe mắc cú, máy cốt lên từ đời 2009 đến 2014 ha. Là lên cái bộ nồi mà thông minh chống trượt là Lip Plus nè. Đó, thì lên được ha, giá rất là mềm. Với anh em mua đồ phụ tùng thì liên hệ với mình. Bộ hộp số này là đã thay của đời khác, là fix cái lỗi bể hộp số rồi nha. Cái cục máy này là 2016. Xe này 25 2016 máy trắng nè. Đó, nhưng mà hộp số đã thay rồi. Cam rồi mọi thứ còn rất là mới. Anh em cần cái linh kiện đó thì báo với mình. Hiện tại phụ tùng thì mình giảm hết cho anh em là 10% luôn, kể cả cục máy. Cục máy này đấu giá về chứ không phải là cục máy trên mấy cái xe tai nạn ở đây đâu ha. Máy đấu giá nó mới lắm, mới khủng khiếp. Còn những cái xe thì xe này thì mình đã chốt miệng để người ta lên lấy rồi. Chỉ còn cái xe giảm được cho anh em là xe CBR1000 với lại một cái chiếc CB1000 bên kia của mình, mình giảm giá được cho anh em 5% back by day. Còn cái xe này là không giảm được. Thật sự cái xe này có người trả giá cho mình 2-3 triệu mà mình không bán,
Thứ hai người là tại vì á, về mua về kiếm một chiếc xe như đẹp như vậy là rất là khó. Cái thứ hai nữa là mình đã có một cái lợi nhuận phần trăm trong đó, nó không có lớn, trả giá nhiều quá mình không có lời à, cho nên mình bán được chứ không phải chảnh chọe đâu. Cái gì nó cũng có cái lý do của nó, tại vì bây giờ giá tiền này kiếm chiếc xe đẹp như vậy không có, chứ không phải là vấn đề là rẻ hay mắc, lợi ích một chút. Thật sự ai mua thì mình vẫn bất lập thôi, nhưng mà mình trả giá mình nếu mình không thích. Bán hàng nó cũng có những cái không phải kẹt tiền, giống như giờ mình đâu mình tách phay đê mình giảm giá cho khách hàng, không phải mình kẹt tiền đâu. Tới cuối năm rồi, thứ nhất là hàng mình cũng nhiều, mình mới nhập vô đó, nhưng mà mình thấy kinh tế khó khăn, với lại người ta cũng làm những công ty khác cũng lấy phay đê, mình cũng bắt chước thôi, làm cho nó khách hàng nhớ tới mình. À, năm nào mình cũng sẽ giảm giá ngay cái khúc mà người ta đang cần. Ở những cái tháng là tháng 10, 11, 12 là ta chuẩn bị làm xe để chạy Tết. Cho nên xe cuối năm này, một năm mà làm xe chỉ được 3 tháng này là nhiều hơn là lời thôi. Còn đa số nó ảm đạm những cái khúc đầu lắm. À, nhất là qua Tết, tháng 2 tháng có khách. Thật sự chỗ mình lúc nào cũng đông. Nhưng mà cái mình không có thúc nhân viên làm cái kiểu mà lợi nhuận cao được, mà làm dối trá được, cho nên nó cứ đều đều vậy. Cho nên tháng nào cũng đều tháng đó, chút chút. Bởi vậy mới bán xe thêm, mới bán phụ tùng thêm, chứ không thôi là không có thu nhập. Cái phụ tùng xe bên mình nhiều lắm, anh em cần thì cứ liên hệ với mình. Mình làm việc mấy năm nay à, có phụ tùng mình cũng đang sắp xếp lại, từ hộp số cho tới ốp lốc, cho tới trục dên, cho tới tất cả dàn điện đầy đủ hết, cảm biến, cụm bướm ga nhiều lắm, rất là nhiều ha. Cho nên anh em cần thì cứ liên hệ với mình, nhiều vô cùng. Rồi lên coi cái chỗ để giỏ và phụ tùng trên. Bật đèn lên cho anh em thấy nè. Đây là một cái góc thôi, giỏ trên nữa. Anh em nhìn bình nhớt ở dưới đúng không? Nhớt dưới mới nhập thêm á, nhớt trên này còn. Bình nè, bình mình nhập lần đóng vậy. Hỏi sao? Bình á mình sẽ sale cho anh em. Thì Black Friday mình giảm giá bình luôn, nhưng mà không bao ship nha. Đó, giảm giá bình cho anh em 10% luôn. Chơi tới luôn, giỏ xe, lọc gió, giảm hết 10%, anh em cứ mua. Và nhất là những cái đồ như vậy, phuộc đồ nè. Đó, phuộc. Những cái phuộc này là cái phuộc mới, người ta gắn lên xe, mua xe mới, người ta gắn đồ chơi, người ta tháo ra đi chỉ được 100-200 cây thôi. Đó, rồi bô à, không, mình đồ lướt không mà không có cái đồ mà nó cũ quá đâu. Như bô này của R6 nè, nó mới như vậy, đồ xịn chính hãng, nó mới chát từ trong ra ngoài ha. Đó, bán giá rẻ bèo luôn. Này của R6 lít anh lay nha, họng nó chỉ có 48 thôi. Anh em nào mà đi họng 51 phải dài hơn chút, còn mà đi cái họng 55-60 rồi cái xe chuẩn bị dục máy luôn. Đó, tùy một cái xe nó sẽ có đường bô, đường hơi nó khác nhau, mình phải thay đúng cái loại bô cho chiếc xe. Còn mình nó đi khác thì mình phải biết tiết chế từ cái kích thước cổ cho tới cái chiều dài. Đó, còn không biết gắn vô là phải đi map, đi làm tùm lum la hết, chạy nó không có hiệu năng. Những cái phục như vậy sau á thì cái tiền bán cái phục á nó chỉ hơn cái tiền phục hồi tí xíu thôi. Mà phục hồi anh em biết mình cũng đã từng làm nhiều, mấy bữa nó sẽ, thứ nhất là nó không bằng cái phục mới ban đầu, thứ hai rủi ro bị xì phục lại rất là cao. À, cho nên là thôi, phục sau hư thay, rẻ mà không có mất tiền, cho nên không quan trọng đâu. Cần cứ alo cho mình. Anh em Z8 là nồi thường, anh em muốn lên nồi thông minh. Bên mình lên cách đây 2-3 năm cái nồi thông minh Leaf Plus cho cái Z8 à. Ai bóp côn Z8 nặng quá, đi đồ chơi mà nó vẫn nặng á, qua đây.
ba lò xo, đồ zin mở như mới ha, mới chứ không phải là đồ cũ. Rồi CB300, Rebel 300 muốn lên đồ thông minh là bên mình full đồ của Nhật luôn, chính hãng Honda, không phải là ba cái đồ cũ đâu, cái này là mua đồ new luôn đó, full box đồ chính hãng à. Đây mới chát có nhông trước rồi luôn, đầy đủ ốc rồi nhông, giá cực mềm luôn, công lắp đặt chỉ có 7 triệu mấy thôi. Được cái nồi thông minh nè, sang số cực kỳ nhẹ, nhiều khi không cần bóp côn, sang số luôn, rất nhẹ. Cái nồi thông minh là nó như vậy, bếp nó chống trượt khi mà mình nhồi số là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là sang số rất là nhẹ nhàng đó. Thì giỏ là Super cột xa V4 là mình có đủ nha, và những cái thông số giống như là 140, 70, 17 cặp giỏ Super cột xa là mình có luôn, gắn được trên cái giỏ này, bề ngang nó cũng bự, gắn được trên Ninja 4 rồi luôn nha. Ninja 4 đi giỏ 150, nhưng mà cái giỏ Super cột xa V4 nó lại tròn, gắn vô cái mâm của con Ninja 400 là hợp lý luôn, vừa ebon. Giỏ xe là giảm cho anh em thẳng 10% luôn, hết lời luôn, không còn lời nữa. Nhất là những cái cặp mà đầu năm sẽ hiệu quả, vì cái kinh tế khó khăn, giống như là D214 D214 tới năm 2024 trên con xe CBR650 vẫn chạy cái cặp giỏ Dunlop D214. Nói về vấn đề bám đường là nó sẽ cao hơn cái cả RAT5. Anh em để ý, cái dòng RAT5 á là trên cái con xe zin giống như CB500F, CBR650F mới xài RAT5. Còn CBR650R là xài D214. Chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ cái độ bám đường của cái con D214 nó cao hơn. Đó, nhìn như vậy phối cho cái xe gì là anh em hiểu rồi. Đó, giống như cái xe Ducati cái dòng mà Sport á, Panigale á, thì nó sẽ đi cái đời sẽ gắn trên xe vỏ zin nha, có những cái cấp vỏ sau đây: Rosso Cosa 2 trở lên, không có cái thấp hơn Rosso 3 là không có đâu. Rosso Cosa 2 được cải tiến mới, bây giờ nó là Rosso 4 Cosa à, nó là cải tiến từ Rosso Cosa 2. Độ bám công nghệ nó rất là cao, dành cho những cái xe sport bike chạy đường hỗn hợp. Còn nếu mà thay vỏ chuyên thì họ sẽ thay Super cột xa SB à, đó, nó vẫn là dành cho cái đường hiệu năng cao, dành cho đường hỗn hợp. Nhưng mà bán chuyên thì nó sẽ là Super cột xa SC. Thường anh em mua về, nhập về sẽ là SC mấy đây, SC2, để cho nó đỡ mòn. Rồi mình lên cái vỏ ở trên, thật sự còn rất là nhiều. Mình nói thật với anh em là sạc rồi bơm xăng rồi ấy nhiều lắm, cụm bơm xăng đó như mới vậy không à, không có đồ cũ nữa đường đâu. Có cái này vàng nữa hả, tháo xe để lâu nè, thì nó hơi vàng như vậy là nhiều lắm rồi nè, chứ còn như mới không à. Nè, nhựa chưa đổi màu. Này là của này giống như là R6 đời mới, R6 R1 đời mới, mà T10 rồi này kia nó xài chung. Buji đồ Buji là cả năm nay không nhập á, bán cho nó hết thì không nhập mới, bán cả năm trời không nhập. Lên em mình cho anh em coi thêm cái phần bố thắng với vỏ xe nhập trên này, tới những cái bí mật cái kho phụ tùng của mình thì mình cũng không có gì nhiều đâu, mấy năm nay mình cũng nhập thêm. Đây, cái vỏ này mình đang bán hỗ trợ khách rồi, giá nó rất là mềm. Ở mình đang bán cái giá là chỉ có 5,2 triệu thôi. Cặp này là Scorpion Rally STR
170 60 17, ở trước là 120. Đây. 120 70 19. Một cặp này mình đang hỗ trợ khách hàng chỉ có giá là nhập Hodaka nha. Hodaka là một cái nhà nhập khẩu chuyên nhập khẩu những cái hàng chính ngạch từ nước ngoài về. Đó, cho nên là có thuế hay không là coi cái tem của nhà nhập khẩu mà. Mình bán hàng đây là có thuế hết. Đó, anh em nhìn cái tem nhà nhập khẩu nè. Đây. Thấy không? Hodaka. Để biết hàng có thuế hay không nằm đây. Mình là công ty cho nên mình chỉ học số lượng lớn mà hàng có thuế thôi. Thì giá đã bán rất rẻ trên thị trường rồi. Mình hỗ trợ khách hàng. Mình có đề xuất mình hỗ trợ khách hàng bán với giá là 5.2 triệu. Hiện tại Black Friday mình giảm thêm 5% nữa. Và cái hàng Mitas này mình cũng giảm 5% thôi. Mitas mình giảm 5% luôn. Tại vì thật sự là Mitas nó đang không có chương trình gì hết. Mình có nói thẳng với bên cái nhà nhập khẩu là em làm hỗ trợ cho khách hàng của em, mình đang bán với giá 200.000 một cặp so với nhà sản xuất, nhà nhập khẩu người ta muốn bán ra thị trường kèm theo là bao lắp hoặc bao ship là anh em đang rẻ hơn được 400.000 một cặp. Hiện tại bây giờ mình chiết khấu thêm 5% nữa, đó là Black Friday. Ok, mình có quyền được làm chương trình hỗ trợ khách hàng của mình chứ không phải bán phá giá, đúng không? Một năm một cái khoảng thời gian có quyền mà, đó cho nên mình giảm được 5%. Còn nè, Super Boxa SC2 mình giảm cho anh em 10%. Anh em hỏi các đại lý coi, giá đó là giá nhập đại lý, được giảm 10% thôi, không có nhiều, không có lời nhiều đâu, đồ có thuế chỉ nhiêu đó thôi, giảm anh em 10% luôn. Anh em cần liên hệ với mình. Còn bố thắng thì ở dưới kia với trên này ha, mọi thứ đều có thuế hết, nhập chỗ Hodaka hết luôn. Rồi phụ tùng luôn nè, nhiều lắm, cụm bơm BM nè, quạt gió nè, cụm nắp xăng ron cam, rất là nhiều thứ, thùng xăng MT10 đó, nhiều lắm. Cho nên anh em nào cần thì liên hệ, mình bán cho anh em giá tốt, mình sale mà. Black Friday cứ thoải mái, cần cái gì mua cái gì, máy móc phụ tùng là có xuất hóa đơn đỏ cho anh em nha. Bên mình đã diễn xuất hóa đơn đỏ, tại nhập vô là có hóa đơn mà, phải xuất ra phải có thôi đó. Cho nên là thoải mái, cần gì thì nói. Anh em liên hệ với mình qua số điện thoại 0963111129 đó. Chỉ mình chỉ có một cái số điện thoại này thôi. Và là ngày mùng 8 này, ngày mùng 8 là ngày thứ 6. Ngày thứ 6 tới ngày chủ nhật là anh em không gọi được cho mình thì liên hệ qua Zalo đúng số điện thoại này luôn. Tại vì mình bên Mã Lai á, mình chạy trong sân á, nên không có liên hệ được, anh em không liên hệ được với mình thì liên hệ qua Zalo hoặc liên hệ qua số điện thoại của em mình. Nên mình nhớ nhà mình có mấy chi nhánh, là nhưng mà mỗi một cái chi nhánh đó là mình sẽ để một cái số điện thoại của một cái người chịu trách nhiệm về cái mảng bên đó cho anh em. Anh em đừng có liên hệ lung tung rồi đi khiếu nại rồi mà lắm nha. Đây. Đang có cái này hay lắm. Ở đây mình nhập IDS về cũng một đống mà mình xả gần hết nè, đồ mới hết. Anh em nào cần phục IDS qua bên mình chiết khấu cho anh em 15% giá trên web luôn. Bán vừa vốn luôn. Đó, đồ mới IDS hết. Còn anh em nào hôm kỳ mình có mua đồ làm phục á, hết trong này cũng khoảng cái bàn này với cái tủ phục này không đồ hết khoảng 200 mấy chục triệu á, là chưa có, gần như là khoảng 80% đồ làm phục trước và sau khoảng 200 mấy, gần 300 luôn. Cái bình hơi thì nó là khoảng tầm đâu đó 300. Anh em nào cần thì mình bán lại đồ mới ha, đồ mới. Mình đang sử dụng cái bộ bên gara mình thôi, chưa có đụng tới cái này. Mình không có thời gian để mà làm những cái mảng này, cho nên là
chia lại cho anh em cái lên đó. Thì cái chi nhánh bán lẻ và online trên bên này ha, thì mình anh em liên hệ qua số điện thoại của anh em mình, qua số điện thoại đâu cái cạc đi xíu thôi, mình bấm số luôn, có cạc visit đàng hoàng nhưng mà đây anh em liên hệ qua số điện thoại 0973442490 gặp Hiếu hoặc qua sale của mình. Sale mình có tên một sale nữa, em Hưng. Hưng số điện thoại nhiêu hơn đây 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 0766858446. Thì hiện tại chỉ có ba cái số điện thoại này, là một số mình, hai em mình, ba là số xe của mình, là hỗ trợ bán và đổi trả những cái hàng hóa bị lỗi cho anh em, cho nên anh em phải liên hệ trực tiếp ha. Chứ còn anh em mua qua những cái chỗ khác người ta nói bán bên mình đó, thì anh em phải xác nhận, còn không là mình không có trách nhiệm với anh em khi mà anh em không mua trực tiếp bên mình. Và cái con ốc Nam Châm mình đang Black Friday mình sale tới 30% luôn anh em. À, anh em ủng hộ mình, tại vì đây là một cái sản phẩm mà, của một cái chỗ sửa xe mà người ta dám làm ra một cái sản phẩm chỉ nghĩ về cái hiệu năng và cái độ bền, cho nên cái cốt nó khá là cao, lợi nhuận rất là thấp mà mình dám làm, bỏ ra thì mấy mình làm mình nghĩ là thật sự không hối hận đâu, nhưng mà nghĩ hơi tiếc tiếc chứ không phải hối hận. Mình làm ra một cái sản phẩm nó chất lượng. Cái thứ hai nữa là một đời con người mà không làm được cái gì thì cũng thua, còn lợi nhuận thì ok, bán xe cũng có lợi nhuận, làm xe cũng có lợi nhuận, có những cái việc làm nó không cần có lợi nhuận, nó sẽ đánh dấu cái bộ mặt của mình khoảng thời điểm đó. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều, anh em cần gì thì liên hệ với mình, giảm giá mà, anh em cần gì mình giảm giá cho anh em đó.